Chào mừng các bạn đến với series video Hiểu nghề để chọn nghề Account Planning hay còn gọi là Strategic Planning. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thanh Lâm, hiện tại là Strategic Planning Manager, Strategy Lead của agency D-Square. Thì trước khi mà làm việc tại D-Square thì Lâm đã từng làm việc tại Dentsu và Ogilvy. Thì mới vừa đây Lâm đã tung ra xuất bản cuốn sách tên là What the Heck is Inside and How to Fight It. Thì trong suốt cái thời gian mà làm việc trong cái ngành quảng cáo này thì Lâm cũng tham dự rất là nhiều cuộc thi. Một trong những cuộc thi đó là New York Festival Torch Awards cũng như là Attach Festival Young Lotus Competition tại Pattaya. Thứ nhất là Lâm muốn chia sẻ là tại sao Lâm muốn cùng với lại M Academy chia sẻ những series video này. Tại vì thứ nhất, Account Planning là cái phòng ban mà mờ ám nhất agency. Thường thường là các bạn khi mà nói về account hay là nói về creative thì công việc của hai phòng ban kia dường như rất rõ ràng, nhưng mà account planning hay là viết tắt là planning thì thật sự là phòng ban gì. Thì Lâm cũng muốn chia sẻ hết tất cả những cái gì Lâm biết từ vai trò lịch sử cũng như là quy trình đến cả cái cơ hội nghề nghiệp khi mà làm trở thành một bạn planner. Cái điều thứ hai á, mình thấy là khi mình nói về planning nghe có vẻ là toàn những từ đao to búa lớn, nào là strategy, nào là insight, nào và hoạch định chiến lược, nhưng mà thật ra là những cái từ đó có nghĩa là gì thì Lâm sẽ cố gắng giải thích hết trong cái series video này. Và cuối cùng đó là Lâm cũng muốn là truyền cảm hứng cũng như là dập cảm hứng khi mà các bạn bước vào nghề này, để giúp các bạn là chọn lựa nghề đúng đắn khi mình bước chân vào ngành quảng cáo, để xem là mình có phù hợp hay là mình có thích cái ngành planning này hay không. Thì series video Hiểu nghề để chọn nghề này sẽ bao gồm 4 video. Video thứ nhất thì Lâm sẽ nói về vai trò của planning. Planning có thật sự là quan trọng hay không và đóng vai trò gì. Trong video thứ hai, Lâm sẽ nói là về công việc của một bạn account planner. Thực sự công việc của một bạn account planner chính xác là làm gì, và cái có thật sự là oách như là cái chức vụ hay không. Và video thứ ba, Lâm sẽ nói về những cái điều phũ phàng cũng như là tư sáng một bạn khi mà bạn thật sự là làm account planner, khi bạn bước vào nghề thì bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với những cái thách thức hay là cơ hội như thế nào. Và cuối cùng Lâm cũng sẽ chia sẻ một cái video, một cái ví dụ thực tiễn là công việc của planner khi mà biến nên thành hình hài một cái case study hay là một cái thành phẩm thì nó sẽ trông như thế nào. Rồi, thì đầu tiên Lâm muốn nói về cái tên gọi trước. Tên gọi của video, series video này mình tên gọi đó là Hiểu nghề để chọn nghề Account Planning. Thì Account Planning hay là Account Planner là cái từ được sử dụng toàn thế giới, cũng như là cái tên xuất phát đầu tiên của cái nghề này, Account Planning. Thì khi mà đến Việt Nam thì có một chút thay đổi. Thì hiện tại thì Việt Nam mình thì hay sử dụng cái từ là Strategic Planning, hay là cái người làm đó là Strategic Planner. Thì để hiểu được là planning làm gì, có vai trò như thế nào, thì mình cần phải quay ngược lại cái thời kỳ mà tiền planning, tức là trước khi có planning thì cái ngành quảng cáo hay là agency hoạt động như thế nào. Thì quy trình làm việc của một agency trước khi có planning như thế nào? Đầu tiên khách hàng sẽ brief cho agency, và account sẽ là cái bạn mà đi gặp mặt khách hàng, đi phát triển business mới, hoặc là hiểu xem là khách hàng đang cần cái điều gì từ một công ty quảng cáo, và từ đó là account sẽ lấy cái brief đó để brief cho các bộ phận chuyên môn, ví dụ như là bộ phận creative, là bộ phận media, để từ đó account cùng với lại creative và media sẽ soạn ra một bài proposal gồm có creative, gồm có media để cùng đi bán cho khách hàng. Đó là giai đoạn mà trước khi có planning xuất hiện trong một agency. Và giá trị của một agency trước khi mà có planning thì nó đem đến những giá trị gì cho khách hàng? Đầu tiên đó là sự thú vị, interesting, được đại diện bởi team creative. Team creative sẽ cố gắng làm ra những mẫu quảng cáo thật là thú vị để giúp cho brand của khách hàng trở nên nổi tiếng, giúp cho brand của khách hàng thu hút được người tiêu dùng của mình. Bộ phận media sẽ giúp đưa ra một cái media plan mà chỉ ra cách là sử dụng đồng tiền một cách tối ưu nhất, chạy kênh nào, thời lượng bao nhiêu, rồi sử dụng tiền, phân bổ kênh ra sao, trong thời gian thế nào, một cách phù hợp và đúng đắn nhất. Các bạn có thể nghe thấy những cái tên rất là quen thuộc trong ngành như là David Ogilvy, Leo Burnett hay là Bill Bunbach. Bill Bunbach là founder của DDB. Tất cả những cái người creative này cũng bản chất của các bác cũng là những người planner rất xuất sắc, cho nên là
ngay tại thời điểm đó thì creative đôi khi cũng phải ôm luôn cả công việc của planner, cũng phải hiểu về business khách hàng, hiểu về insight người tiêu dùng và chuyển thể những cái thấu hiểu đó trở thành những cái sản phẩm sáng tạo để giúp bán được hàng cho khách hàng của mình. That will be the day when you spend more time trying to make money and less time making advertising, our kind of advertising. When you forget that the sheer fun of ad making and the lift you get out of it, the creative climate of the place, should be as important as money to the very special breed of writers and artists and business professionals who compose this company of ours and make it tick. When you lose that rest. Vậy thì đó là những năm trước 1960, nhưng mà đến những năm 1960 thì có những cái thay đổi rất là lớn. Cái thay đổi thứ nhất á, đó là chuẩn mực về marketing nâng cao, khi mà khách hàng bắt đầu là thấy được cái tầm quan trọng của việc xây dựng team marketing trong nhà, cho nên là họ xây dựng team marketing và đào tạo rất là bài bản. Cho nên là từ đó bộ phận marketing sẽ đòi hỏi agency không chỉ là đề xuất những cái ý tưởng hay, những ý tưởng thú vị nữa, mà nó phải có rationale, nó phải có lý do tại sao đây là ý tưởng tốt nhất cho nhãn hàng của mình. Cái thay đổi thứ hai đó là cái việc mà càng ngày có càng nhiều công ty research hơn, và các bộ phận marketing thấy được cái tầm quan trọng của research, đọc research và hiểu research như thế nào. Vậy thì khi mà cái khối lượng research và data gia tăng như vậy, thì ai là cái người mà đọc hết những cái research data đó và chuyển những cái research data thành những cái thấu hiểu hữu ích cho nhãn hàng. Và cái thay đổi thứ ba đó là cái sự gia tăng cạnh tranh của agency. Ngay tại thời điểm đó 1960 thì creative agency quá nhiều, và đâu là ý tưởng tốt nhất thật sự là rất là khó để đánh giá. Nếu mà trên bàn khách hàng nhận là rất là nhiều các ý tưởng nào cũng xuất sắc từ agency, vậy thì ý tưởng nào mới phù hợp cho thương hiệu, ý tưởng nào mới là đánh đúng được cái tâm lý người tiêu dùng, hoặc là xây dựng được thương hiệu của khách hàng trong khoảng thời gian lâu dài hơn, thì vẫn không có câu trả lời nếu mà chỉ có bộ phận creative và account cùng bán. Và từ đó, từ cái nhu cầu, từ cái vấn đề đó, cho nên là một bộ phận mới đã ra đời tên là Account Planning. Thì nhiệm vụ của phòng Account Planning thứ nhất đó là cung cấp được cái dịch vụ mới cho agency, không chỉ là bán sự sáng tạo không, mà phải bán cả cái chiến lược thương hiệu đằng sau, cũng như là chiến lược truyền thông, làm sao để giúp cho thương hiệu truyền thông ra ngoài người tiêu dùng một cách có chiến lược, có cấu trúc, có rationale rõ ràng. Điểm thứ hai á, là bạn planning, bạn planner hay là phòng planning sẽ giúp đọc, phân tích và cô đọng tất cả những cái research data, những cái information ngoài kia, biến thành intelligence, tức là biến thành những cái insight hữu ích để thương hiệu có thể hành động được. Và cuối cùng đó là giúp agency khác biệt. Bây giờ đây có planning thì agency không chỉ bán là sự sáng tạo không hay là creativity không, mà gọi là bán grounded creativity, tức là sự sáng tạo nhưng mà có nền tảng, có rationale, có cái chiến lược đằng sau rõ ràng. Thì giá trị của agency sau khi mà có planning như thế nào? Ngoài chuyện mà đưa cho khách hàng giá trị là interesting hay là efficient của media ra, thì planning giúp đưa một cái bài đề xuất, một cái kế hoạch nó mang tính chất effective. Thì các bạn sẽ thấy là có hai cái từ ở đây, effective và efficient. Xuất phát điểm của hai cái từ, xuất phát điểm tư duy của hai cái từ này là khác nhau. Ví dụ efficient, khi mình nói về efficient là năng suất, mình sẽ nhìn về khía cạnh là tôi có một đồng tiền và tôi sẽ sử dụng cái một đồng tiền đó một cách là năng suất nhất như thế nào, khai thác tối đa cái hiệu quả của một đồng tiền đó ra sao. Nhưng mà khi mình nói về effective, cái ngữ nghĩa hay là cái xuất xứ tư duy nó lại khác. Nó là câu chuyện là tôi có một mục tiêu kinh doanh như thế này, tôi có một mục tiêu marketing và truyền thông như thế này, vậy thì cái kế hoạch nào giúp sẽ đạt cái mục tiêu đó một cách tốt nhất. Tư duy của effective là tư duy nhìn vào cái mục tiêu cuối cùng là sales, về business, về marketing. Còn về media đó là sử dụng tối đa cái sự hiệu quả của đồng tiền ra sao. Vậy thì quy trình của một agency hậu planning, tức là sau khi có planning thì ra sao? Planning đóng góp vai trò rất lớn trong cái chuyện mà sau khi account nhận brief của khách hàng, thì planning sẽ giúp là trở thành cái cầu nối, giải mã cái ngôn ngữ, chuyển thể cái ngôn ngữ từ ngôn ngữ về brand, ngôn ngữ business trở thành ngôn ngữ của consumer.
qua lăng kính của consumer để có thể nói chuyện được với các bạn creative, có thể truyền cảm hứng được để các bạn creative làm những cái sản phẩm sáng tạo nó thú vị. Nhưng mà thú vị ở đây nó phải giải quyết được vấn đề bài toán về business, về brand của khách hàng. Đó là cái vai trò vô cùng quan trọng của planning. Thì đó là nội dung trong video ngày hôm nay. Trong video tiếp theo thì Lâm sẽ nói nhiều hơn về công việc là account, làm account planner là làm gì, và cá oách như cái chức vụ hay không. Xin chào và hẹn gặp các bạn vào video lần sau.